cháu bị mất. Được rồi, chị cứ về đi. Cháu bị mất tích lâu chưa? Từ sáng rồi em ạ. Nhưng mà chị cũng đi tìm hết rồi không thấy. Được rồi, trường hợp này chúng tôi sẽ tiếp nhận. Chị cứ về đi. Xong rồi thì...
chị cứ về đi, rồi chúng tôi sẽ đi tìm luôn bây giờ. Trung tâm ứng dụng công nghệ mới ép dẻo bằng ấy.
nhiêu đây? Đây thì anh cắt cho mấy miếng rau. Đây em ngồi ngay đây cũng được mà. Đây ngồi đây. Không thấy đâu.